Mùa nắng là mùa của du khách đến với rừng Nam Cát Tiên để nghe những tiếng chim hót, những tiếng ve kêu rất là rộn rã. Mình mua cái vé là 60 cành nha cả nhà, xin mời cả nhà. Xin chào Nam Cát Tiên, xin chào cả nhà. Hôm nay nhà mình đến với nhà hàng cây trong khu vườn. Uống trà đá em ơi, anh uống trà đá. Yeah, đây là một cái nhà hàng cũng nằm trong khu vực rừng Nam Cát Tiên cả nhà ơi. Rất là đông khách Việt mùa này với lại trẻ con đi vô trong này để cắm trại, cho trẻ con nó học về rừng, về học về thiên nhiên ạ. Nghe tiếng bạn chim dịch này hót là biết là mùa nắng khủng khiếp cả nhà ơi. Nắng rất là nắng ha. Rồi vô mình nghe cho nó đã tai luôn nè cả nhà ơi. Nghe ôm lại những kỷ niệm tuổi thơ cả nhà ơi. Quý vị có thể tưởng tượng đây là một cái cây leo đó quý vị, một cái cây leo mà nó to vậy đó, bề ngang của nó phải mà là 1.5 tay, dài lên tuốt tinh đọt cây tung đó luôn. Đây là một cái cây leo nhỏ này. Đây là một cái loại cây gõ đỏ nha nhà ha. Đến đây thì du khách có thể tạo dáng với những cái cây rất là đặc biệt, những cái cây gỗ mà nó bị mối mọt nó ăn cũng như là bị mục rửa ở trong bên trong thân của nó. Chúng ta tạo dáng cho nó đẹp. Cái củ cây đã qua đời, nó trở thành cái món ăn khoái khẩu cho các loại nấm. Mùa mưa thì chúng ta đến đây chúng ta sẽ thấy các loại nấm này rất là đẹp. Nào là những cái cây dại nó mọc trên thân của cái cây này. Ví dụ như là cây này đây. Đây là một cái loại cây gán ha nhà ha. Nó sống còn sống thì nó là thuốc đó nha. Nó có thể là một cái loại cây nào đó mà chúng ta gọi là lan rừng nha. Cây củ cây này nó phải cả trăm tuổi, thấy vậy nó rất là lớn tuổi. Ở trong nó thường nó rỗng ha. Khi nó già nó chín nó rụng xuống thì nó sẽ bị phân quá ra, phân hủy. Thì khi mà nó ngã nó đổ xuống vậy thì nhân viên kiểm lâm họ sẽ dạt nó ra khỏi cái đường đi. Cái loại cây mà xâm lấn một cái loại cây khác này nha quý vị. Cây này là vốn là một cái cây leo, nó đã xiết một cái cây mẹ chết, giờ nó còn vậy. Cây mẹ nó đã tuyệt tiêu ha. Nó vốn là thân của nó đó. Trước mặt chúng ta là một cây tung. Em đang đứng gần một cái cây thiên tế, cao hơn đầu người. Nếu mà ở trong rừng như thế này thì cây này cũng phải là mấy trăm tuổi. Cái trải nghiệm của chúng tôi đang đứng với một cái cây khổng lồ có tên là cây tung ha. Cây này được bạn hướng dẫn viên trong đoàn ta cho biết là có khoảng 400 tuổi và nó cao khoảng hơn 50 mét á. Rễ rất là dài nha. Dạ, đây là cái bộ rễ của nó đây ạ. Cái này hoành đế là không tưởng nha cả nhà. Hoành đế của bạn này phải là hơn 10 người ôm, không sể ha. Dạ. Đó, thân của bạn, rễ của bạn dài tới đây. Tốt ngoài đó luôn, cùng nhìn ngắm lại cái thân của nha. Màn hình chỉ để 0.5 thôi ạ. À. Mình không thể, khó thể nào mà mình hình dung được cái coi cây cao như thế này ạ. Nguyên cái thân của bộ rễ của bạn dài, rất là dài luôn ha. Rất là nhiều phong lan ở trên cái cây cây nhỏ hơn cây em ha. Còn cây này là cây cây chỉ. Thật là ngạc nhiên phải không ạ? Wow, một cái cây chà bá luôn. Một cái loại cây thân leo chiếm hữu một cái cây mẹ, và cây mẹ gần như là không còn nữa cả nhà. Cây chắc chắn là một cây, ngay đây có một cái cây tung rất là lớn nằm ở trong giữa cái lòng này.
Đây là những cái loại cây mà leo. Đó. Nó leo cho nên là nó siết cái thân mẹ, và cái cây mẹ là hiện nay không còn. Chỉ còn cái thân của cái, nếu còn thì nó sống bám vào cái rễ của thân cây con, cái cây mà chiếm hữu thân mẹ ha. Nó chỉ còn cái đọt thôi, còn cái phần chân của nó dưới là đã chết hoàn toàn. Yeah, look at that. I have like 100 kilos. Yeah. Đây là những cái trải nghiệm khi mà đang đi trên đường ra bầu sấu, thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái loại cây leo rất là đặc biệt như thế này. Những cây này là mình có thể tạo dáng chụp hình. Theo lời của bạn khách đó là nói là bạn ấy hơn 100 kg mà bạn có thể đứng trên cái dây leo. Cái dốc đầu tiên, cái dốc này cách bầu sấu khoảng 3 cây số 8, tức là chúng ta đã đi được 1 cây số 2, chúng ta đã tới được cái con dốc đầu tiên ha. À, cái ngọn đồi này cũng thấp thôi. Xong sau khi xuống ngọn đồi này thì bắt đầu là chúng ta sẽ lên lại một cái ngọn đồi khác. Cây giống như cổng trời đang ngộ ghê nha. Đây ạ. À. Đi ngang qua đây chúng ta phải cúi đầu ước thần rừng. Đấy. Cái trải nghiệm khá thú vị. Chúng ta sẽ thấy một cái cây tung nữa, một cái cây này khổng lồ hơn cái cây ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy. Cây ngày hôm nay là có tuổi đời khoảng 700 năm tuổi. Rồi bạn nhìn, các anh các chị nhìn thấy cái bộ đế của nó rất khủng hoảng, dành cho những cái biệt thự, dành cho cánh rừng nguyên sinh này không thể đem về được nha cả nhà. Đây là cây di sản rồi. Yeah. Cái đế của nó là tứ diện luôn. Cái này cây này cỡ khoảng 20 người ôm không hết. Cây ngày hôm qua là chỉ khoảng 11 12 người ôm đã giáp vòng ha. Vậy cái cây ngày hôm qua thì chỉ có rễ dài hơn thôi. Còn độ già của rễ là độ già của cây này nha. Đã thấy thân của nó rất là sần sùi. Và cái đây là cái hoành đế của nó. Hoành đế của nó rất là khủng hoảng luôn. Đó, lên tới hơn 8 mét thì mới tới được cái phần đế gốc của nó ha. Còn cái phần rễ của nó thì khủng hoảng luôn. Bóng rất là nhỏ nha quý vị. Rất là nhỏ. Một cái con rắn mối á. Một cái họ rắn mối khác. Ở miền Tây con mối chà bá ha. Ở bên này cũng có, nhưng mà cái loại này là loại khác, một nhánh khác của rắn mối ở đây ha. Đằng này chỉ dài khoảng 1 gang tay thôi. To cỡ khử một ngón tay út của mình thôi ha. Yeah. Chúng ta xem một cái cây mà bông dài từ gốc tới ngọn luôn nha. Một cái dạng cây nho rừng nha nha. Lên tới tuốt bên kia luôn cũng còn bông nữa. Quá trời luôn. Cái bông của hắn đây. Trên thực tế thì cái bông này không biết là được bao nhiêu trái đậu thì mình không biết ha. Cưng lắm, dễ thương lắm. Hãy cùng nghe dàn nhạc giao hưởng của rừng. Giờ đình chúng tôi sẽ check in khu vực bào sấu nha cả nhà. Cái hệ thống cầu mà được chính những cái người giữ rừng ở trong đây, những kiểm lâm ở trong đây, người ta dùng gỗ của chính cái rừng này người ta xây lại, xây để phục vụ cho việc đi lại. Cái cầu này nó dài khoảng chừng 300-400 mét gì đó thôi cả nhà ơi. Nhưng mà để xây được cái cầu như thế này thì tốn rất là nhiều cái công sức của mọi người ạ. Hai bên hông thì được làm bằng bê tông cốt thép ha. Còn ở giữa thì mình làm ốp ván. Thì đây là cái nơi sinh trưởng tốt của các cái loại cây tre, cũng như là đây là nơi dành cho các cái bạn bò tót, bạn có thể ra đây ăn uống nước được luôn. Cũng là nơi cộng sinh giữa các cái loài khác nhau, khỉ rồi. Bạn thấy các anh chị thấy là đây là những cái bãi phân của những cái con vật mà nó đến đây nó ăn, rồi nó ở trong rừng rồi nó ra đây nó ị đi.
đã dãy luôn ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ check in một cái ngọn đồi khác. Sau khi kết thúc cái ngọn đồi này, một cái vòng quanh ngọn đồi là chúng ta sẽ đã đến cái khu vực Bào Sấu nha cả nhà. Thường thì nếu mà mùa mưa chúng ta tới ngay chỗ khu vực check in thì chúng ta sẽ phải cởi giày ra để chúng ta vệ sinh này nọ, quét thuốc để phòng chống vắt vào trong lều của mấy anh em kiểm lâm trong này. Ngoài ra thì đi vào trong đây thì chúng ta nên mang theo nước để uống, đề phòng để trên đường đi chúng ta có thể khát nước. Vào mùa nắng này chúng ta đi ở trong rừng này tuy là nó mát mẻ, tuy nhiên là cũng tốn rất là nhiều năng lượng. Chúng ta nên đem theo một ít bánh ngọt để chúng ta đề phòng. Và ngoài ra thì chúng ta có thể đem theo thuốc để sức côn trùng, phòng côn trùng cắn ha. Với lại chúng ta nên đem theo cái máy ảnh thật tốt để chúng ta săn được những cái bức ảnh đặc biệt. Ai yêu thích thiên nhiên thì đi nhớ mang theo cái ống kính dài dài một chút, rồi mang theo ống nhòm. Vào trong cái khu vực Bào Sấu thì cũng có một cái chòi canh để chúng ta ngồi nghỉ chân, có thể mua vài lon nước uống ở trong khu vực này, cũng có phục vụ nước uống. Và nếu đói bụng thì chúng ta cũng có thể order thức ăn giải chiến ở trong này ha. Cá từ dưới những cái quầy dưới này rất là đẹp, rất là ngon. Đây là một lồng của một cái con công, một cái loại chim nó rụng xuống đây. Dễ thương của du khách đây ạ. Bây giờ nhà chúng tôi bắt đầu xuống thuyền nhỏ để mà đi trong cái Bào Sấu này. Nếu may mắn thì sẽ bắt được những cái hình ảnh của những chú cá sấu dễ thương. Được khuyến cáo là mặc áo phao khi mà xuống thuyền nhỏ, mặc dù là biết là cái con rạch này nó không có sâu lắm. Tuy nhiên là dù sao có vẫn là chắc chắn hơn ở nhà ha. Thì cái con thuyền này mình thuê có trăm mấy à. Trăm rưỡi gì đó. Mình chèo vài phút để mình trải nghiệm ha. Du khách sẽ ngồi và sẽ có người lái thái cho mình. Thế là đoàn chúng tôi lại lên đường. Bắt đầu có những cái trải nghiệm. Kỳ đà di chuyển qua đường đây. Không hề nhỏ nha. Đây ạ. Đó. Đã chưa? Ở ngoài môi trường tự nhiên nha, không có ở trong cái lồng nha. Đâu rồi? Oh, so fast.
À, vậy là chúng ta tạm biệt rừng, tạm biệt những tiếng kêu của những chú ve và những cái con vật dễ thương. Thì chúng ta trở về nạp lại năng lượng sau 8 cây số mình di chuyển trong khu rừng ha. Xin chào cả nhà, xin hẹn gặp lại cả nhà trong một video tiếp theo ạ.